Kính chào quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, điều hòa càng ngày càng trở nên phổ biến trong các tòa nhà văn phòng, cơ quan hay nhà riêng. Tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa không đúng cách có thể gây tốn điện, đồng thời còn gây hại cho sức khỏe của bạn. Thông tin được tổng hợp từ trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Nhiệt độ càng thấp thì phòng càng lạnh nhanh, về lý thuyết, số chỉ nhiệt độ trên điều khiển điều hòa không có nghĩa, luồng gió phả ra sẽ nóng lạnh khác nhau tương ứng như vậy. Thực chất, điều hòa luôn phả ra gió lạnh gần như y hệt trong mọi trường hợp. Còn con số nhiệt độ sẽ đóng vai trò như một mục tiêu. Chẳng hạn, khi đặt mục tiêu là 25 độ C, điều hòa sẽ liên tục phả gió mát để không gian dễ chịu hơn. Tới khi nào đạt ngưỡng 25 độ C thì mới giảm dần và duy trì ổn định tại đó, Dĩ nhiên, tùy từng mức mục tiêu mà cường độ làm việc của điều hòa sẽ khác nhau. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên đặt mức nhiệt độ 16 độ C ngay từ đầu để nhiệt độ giảm nhanh, vì đó có thể là hành động phản tác dụng. Khi ấy, máy móc sẽ liên tục tỏa hơi lạnh với cường độ mạnh nhất, cao nhất ngay từ những giây phút đầu tiên, vừa tốn điện lại không tốt về lâu về dài cho tuổi thọ điều hòa cũng như hóa đơn điện. để điều hòa chạy liên tục cho tiết kiệm. Nhiều người cho rằng kể cả đôi lúc có việc không ở trong phòng dùng điều hòa, nhưng thà để điều hòa chạy đều đều liên tục sẽ tiết kiệm hơn việc tắt đi rồi vài chục phút sau mở lại. Tuy nhiên, đây là cách hiểu hoàn toàn sai lầm. Máy móc ở đây cũng giống như con người, cần có những phút nghỉ ngơi hợp lý, nhất là khi liên quan tới yếu tố nhiệt độ cao thấp bất thường. Theo nhiều tính toán, kể cả khi tắt tạm điều hòa rồi mất công lúc sau chờ thêm chút để mát trở lại vẫn tốn ít năng lượng hơn so với hoạt động liên tục. Điều hòa hỏng vì bật nhiệt độ thấp mà mãi không mát. Hiệp hội kỹ sư hệ thống sưởi lạnh và điều hòa nhiệt độ của Hoa Kỳ đã nghiên cứu và kết luận để góp phần tạo nên không gian dễ chịu và lý tưởng có tới 6 yếu tố cần tính đến: thời tiết ngoài trời, ánh sáng mặt trời, thời điểm trong ngày, nhiệt độ trong nhà, độ ẩm trong nhà, quần áo đang mặc. Như vậy, điều hòa chỉ góp phần tác động được hai yếu tố là nhiệt độ và độ ẩm trong nhà. Trong khi đó, chẳng may hướng nhà bạn đang gặp nắng chiếu xiên cực mạnh trong thời gian dài, cũng như quần áo đang mặc có chất liệu bí bách khó thông hơi thì đừng vội đổ lỗi cho điều hòa. điều hòa là không khí sẽ được thanh lọc trong lành sạch sẽ điều hòa ngày nay đã được trang bị tính năng lọc khí nhưng chưa hẳn đã có mặt ở tất cả các thế hệ thiết bị hầu hết các dòng điều hòa tầm trung và phổ biến ngày nay chỉ có tác dụng làm mát bằng cách ly và tách khí nóng là chính không thích hợp làm sạch không khí trong trường hợp mua điều hòa cao cấp hơn, đừng vội chủ quan mà hãy tìm hiểu kỹ các thông số và giới hạn kỹ thuật của điều hòa. Điều hòa nhìn chung vẫn thua thiệt so với một chiếc máy lọc không khí chuyên dụng, chưa thực sự đối phó được với các lớp bụi bẩn cực nhỏ. Điều hòa chỉ dùng vào mỗi hè, không phải cả năm nên không cần bảo dưỡng thường xuyên. Khi lưu thông không khí ra vào để làm mát, một phần bụi bẩn và hơi ẩm sẽ bị vương lại đâu đó trong hệ thống lọc của điều hòa. Trong một số trường hợp, chúng có thể dần ngưng tụ và tích lại lớn dần theo thời gian, thậm chí có thể phản ngược lại theo luồng không khí mát bất cứ lúc nào. Chưa hết, phần ẩm mắc lại quá lâu cũng góp phần gây rỉ xét linh kiện, vừa giảm hiệu năng, vừa giảm tuổi thọ chung. Vì vậy, đừng tiếc chút tiền bỏ ra xem xét điều hòa định kỳ, kẻo tiền mất tật mang lúc nào không hay. Quý vị và các bạn thân mến, cách chọn kem chống nắng phù hợp cho từng loại da sẽ là những thông tin hữu ích trong chương trình ngày mai. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.